sắp hết hàng rồi nên là hôm nay cửa hàng của Người Chơi Đồ giới thiệu những laptop đáng mua nhất dịp cận Tết 2024. Các thượng đế có thể đến ngay với Trung Trần Laptop chọn cho mình chiếc máy hợp lý nhất. Trung Trần luôn cam kết giá thành và chất lượng hàng đầu thủ đô, ở đâu rẻ hơn thì họ giảm giá để thành rẻ nhất. Mua laptop yên tâm nhất thì đến Trung Trần. Từ 15 tháng 1 đến hết mùng 2 tháng 2 năm 2024, Trung Trần đang có chương trình sale năm mới cực sâu. Riêng viewer của Người Chơi Đồ nhập mã L2024 để được giảm giá nhiều hơn. Link trong phần mô tả và bình luận. Và danh sách này là những chiếc máy đang được sale từ 5 đến 15% tại Trung Trần nên là giá sẽ cực kỳ tốt. Có thể sẽ không có những mẫu máy cực ngon, bởi vì cực ngon thì mấy video trước tựa làm rồi. Nên là giờ xem trong số sale này thì còn cái nào ngon. Dưới 20 triệu thì khoảng giá này dành cho các anh em sinh viên mua về chơi Tết, gõ cốt, chiến game nhẹ. Thì rẻ nhất chúng ta có Acer Swift Go 14 2023 19,9 triệu. Trang bị cấu hình i5 13500H này, các đồ họa onboard Intel Iris Xe. Tuy nó không quá vượt trội nhưng mà đủ dùng. Ngoại hình thì thư sinh, vòi phụ huynh mua thì cũng dễ. i5 13500H thì là một con CPU tầm trung khá mạnh. Các đồ họa tuy là onboard thôi nhưng mà có nhiều cải tiến so với đời tiền nhiệm. Ai mà muốn cai game nặng thì nên mua cái máy này, tại vì nó không chơi được game đâu, chưa đủ sức mạnh. Chiến game nhẹ nhàng thì ok, kiểu LOL, Valorant cấu hình cao, FPS 60 không vấn đề gì. Cái máy này sẽ hợp làm việc văn phòng, Word, Excel các thứ, render vẫn được nhưng mà xử lý hơi lâu. Cái điểm sáng là màn hình với độ phân giải 2.8K, 90Hz, 14 inch, lại còn nó OLED thì xem phim nó sướng. Nhược điểm là máy không nâng được RAM, pin thì cũng hẻo, phải mang sạc nhiều. Nhưng mà được cái là dịp Tết đến xuân về, giá chỉ còn 19,9 triệu, giảm 5% so với giá gốc là 20 triệu 9. Thì ai cần máy mỏng nhẹ có thể cân nhắc mua. Nhích lên tầm 25 triệu thì tầm này máy cũng gọi là mạnh mạnh rồi, chơi game xem phim đáp ứng được. Chúng ta có Lenovo Legion 5 2023 24 triệu 7, ngoại hình thì ăn chắc mặc bền, 10 cái như một. Nó có Ryzen 7 7840H cùng RTX 4060 thì thừa sức đáp ứng nhu cầu của phần lớn người dùng. Cái con Ryzen này là một CPU tương đối mạnh, kết hợp với lại RTX 4060 thì phải gọi là cân hết mọi thể loại tác vụ. Chiến game thì không mượt không lấy tiền, mấy game nhẹ nhẹ thì cứ marketing cho sướng. Game AAA thì giảm đồ họa xuống trung bình là ok nhất. Tác vụ văn phòng thì máy chạy vô tư, nhiệt độ mát mẻ, xuất file ảnh nhanh. Máy có màn hình Full HD 144Hz IPS thì cái này sẽ giúp hiệu năng được bung xóa hơn, không phải gánh màn quá đẹp, rất phù hợp để chơi game. Và nhược điểm thì là máy nặng quá, tăng lên xe về quê hơi khổ. Thiết kế thì chưa có nhiều đột phá, xem mấy cái máy cùng hãng. Sắp hết năm rồi thì tại Trung Trần, máy đang sale còn có 24 triệu 7, giảm 800K so với giá gốc 25 triệu rưỡi. Nên là ai mà hên mua từ đợt đầu giá 23 triệu 8 như tôi thì điểm danh bên dưới. Đến với phân khúc dưới 30 triệu thì người dùng sẽ đòi hỏi nhiều hơn chứ không chỉ là cấu hình nữa. Nên là xin giới thiệu Acer Predator Helios 300 2023 27 triệu rưỡi, ngoại hình hầm hố, i5 13500HX, RTX 4060, thừa sức cân mọi tác vụ. i5 13500HX là một CPU đuôi HX nên là sức mạnh của nó sẽ vượt qua mặt bằng chung của i5 và vượt một vài cái i7. RTX 4060 thì khỏi bàn rồi, mạnh không khác gì hổ mọc thêm cánh. Khả năng chơi các game phổ thông như là game Sim này, LOL hay là EAFC Online thì rất ấn tượng. Max setting 144fps không vấn đề. Còn nếu muốn chơi game nặng kiểu AAA thì nên chỉnh xuống 2 hoặc là medium để tránh drop FPS. Còn tác vụ văn phòng thì gọi là không tính tiền, với lại Acer Predator Helios 300-2023 từ Word, PowerPoint hay nặng hơn như là Photoshop đều cân được. Màn hình thì phải gọi là xuất sắc, 16 inch 165Hz, độ phân giải 2.5K, dùng để chơi hát game hay là kề phim dịp Tết thì chuẩn bài. Điểm trừ của máy là nó nặng, gần như 3 cân, mang về quê là hơi mệt. Hiện máy thì đang giảm sâu đến 8% tại Trung Trần, chỉ 27 triệu rưỡi từ cái giá gốc là 29 triệu 8. Thì đây là cái phiên bản mới hơn so với con 2022 3070 Ti hôm nọ, nên là ai sợ máy cũ thì mua cái máy này mới dùng cũng được. Nhích lên một chút, cụ thể là gần 1 triệu rưỡi thì chúng ta có Legion Slim 5 2023, giá hiện chỉ còn 28 triệu 9 tại Trung Trần. Ngoại hình thì đơn giản, không cơ bản nhưng mà cũng không ăn chơi quá. Chip i7-13620H này và RTX 4060 thì vẫn đang là quá thừa đối với nhu cầu của tôi. i7-13620H thì là một cái CPU cao cấp đến từ Intel nên là chắc chắn sẽ ngon. RTX 4060 cũng vẫn thừa sự mượt mà. Cấu hình này sẽ cân được hầu hết mọi tựa game trên thị trường, kể cả AAA như là Cyberpunk, Spider-Man mà không drop FPS. Tuy nhiên, nếu mà bật Ryzen sinh lên thì nên giảm đồ họa xuống cho nó đỡ lag. Tác vụ văn phòng thì dùng app gì cũng mượt, từ Photoshop, CapCut đến Illustrator, xuất file hay là render thì cứ gọi là như trộm chó luôn. Và với mức giá này thì màn hình sẽ là 16 inch 2.5K 165Hz IPS, rất mượt, rất đẹp. Điểm trừ của máy thì vẫn là cân nặng 2.5kg. Thiết kế chưa đột phá lắm, cần cải tiến thêm. Máy đã được sale từ 30 triệu rưỡi xuống còn 28 triệu 9, giảm 5% và nhập mã của Người Chơi Đồ vào thì còn rẻ hơn nữa. Lên tới 30 triệu thì
Wow, tầm này máy nào nó cũng khá là ngon rồi. Ấn tượng nhất sẽ là Acer Predator Helios Neo 16 2023, chỉ còn 31,9 triệu, ngoại hình hầm hố, đèn đón khắp máy. Với giá tiền này thì cấu hình rất mạnh, gần như là nhất phân khúc luôn. i9-13900HX này, RTX 4060, không còn gì phải giới thiệu nữa. Cấu hình mạnh nhất tầm tiền, quá thừa để giải trí với làm việc. i9-13900HX thì sức mạnh nó khỏi bàn. RTX 4060 sẽ được nâng cấp khi mà đi cùng con chip này. 8GB RAM cần mọi tác vụ đồ họa. Chơi game thì cứ mở lên là chơi, không bao giờ giật lag. Nói chung là mang tất cả các thể loại game đến đây, cái máy này nó sẽ chiến được hết. Dùng làm văn phòng thì lại quá thừa, cần cả Photoshop, CapCut hay là Illustrator mà không nóng máy. Màn hình thì có chê một xíu. Cái màn 16 inch IPS 2.5K 165Hz thì đúng ra là nó nên là 240Hz sẽ hợp lý hơn. Nhưng này thì tôi thấy là vẫn thừa đẹp, thừa mượt rồi. Và nó có một cái nhược điểm là nặng, và máy thì có mỗi màu đen thôi, nó hơi chán. Nhưng mà giá thì đang được giảm tận 9%, chỉ còn 31,9 triệu. Nếu mà muốn i9 thì nên mua. Bỏ ra thêm một chút nữa, cụ thể là 600.000 thì có ngay Legion 5 Pro 2023. Ngoại hình đơn giản, cấu hình mạnh mẽ, Ryzen 9 7945HX cùng RTX 4060 thì cân đủ mọi tựa game hot nhất hiện tại. Ryzen 9 7945HX thì là một cái CPU cao cấp rất mạnh đến từ nhà AMD, thậm chí là nhỉnh hơn i9-13950HX, đảm bảo là không có hiện tượng giật lag. RTX 4060 thì có thể nói là một GPU quốc dân rồi, nó đủ mạnh để xử lý mọi tác vụ đồ họa mượt mà. Cái cấu hình này thì làm gì cũng được, không cần phải tôi giới thiệu nữa. Và thêm 600K thì bạn sẽ có thêm màn hình 240Hz. Thì đây là chiếc máy mà tôi thấy đáng mua nhất trong danh sách này. Nó rất mượt thế luôn. Và đang sale chỉ còn 32,5 triệu, giảm tận 8% so với giá gốc là 35,5 triệu, giá rất hời. Và nếu các bạn không thích AMD thì thôi, thêm một tí tiền nữa lên cái bảng Legion 5 Pro 2023, i9-13900HX này, GPU RTX 4060, nó vẫn như cái bên trên thôi, nhưng mà thay Ryzen bằng i9. Dùng nó sẽ nóng hơn một tí, nhưng mà thích Intel thì cứ triển thôi. Máy này thì cũng đang được giảm 10%, còn 35,9 triệu. Và đắt nhất mà cũng được giảm nhiều nhất là Alienware M16, một con quái vật gaming dịp Tết 2024. Máy hiện đang sale 14%, chỉ còn 37,5 triệu. Ngoại hình thì chuẩn Alienware, nó quá đẹp. Cấu hình i7-13700HX này, RTX 4060. Theo tôi thì tôi vẫn nói là nó không đáng tiền lắm, nhưng mà wow, nó là Alienware mà. Màn hình 16 inch 2.5K 165Hz này thì cũng là hơi thiếu so với tầm tiền này. Nhưng mà Alienware fan cứ mua thôi, giá như này là khá rẻ so với một cái máy mới, đỡ phải mua cấu hình cũ từ năm kia. Tại trung trần thì hiện tại đang sale mẫu máy này chỉ còn 37,5 triệu, giảm tận 14% so với giá gốc là 43,5 triệu. Và đó là một số mẫu máy đang được flash sale tại trung trần laptop từ dưới 20 đến trên 30 triệu trong dịp Tết là 2024. Và để rẻ hơn nữa thì đừng quên nhập mã L2024 của người trade đồ để được giảm thêm so với giá sale. Chương trình từ 15 tháng 1 đến hết 2 tháng 2 nên là mua nhanh cho kịp ăn Tết. Các sếp thấy mẫu máy nào đang sale là đáng mua, hay là có mẫu nào các sếp đang quan tâm không mà chưa sale thì hãy để lại ý kiến trong phần comment. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký người trade đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.